Chú mới dùng gen cha xua này mấy tháng thôi mà xem giờ những sức khỏe của chú đã khác hẳn lên rồi. Có khi còn khỏe hơn thanh niên các cháu ấy chứ. Giờ đi bộ hai vòng bờ hồ về đến nhà mà vẫn còn chơi cầu lông với đá bóng với bọn trẻ con được. Chứ như trước đây thì chú bù rù ngồi góc nhà, đứng dậy phải vịn vọ, người rất là khó chịu. Mới đầu thì chú cũng không tin đâu. Thôi thì uống thấy nó thơm và ngon nữa, bảo lại có lợi cho sức khỏe nữa, thì chú cứ dùng. Và thấy dùng cetaxua này chú thấy có lợi hẳn lên. Trước đây chú cứ trời trời thì là cổ, vai và gáy và lưng chú cứ đau như tra tấn, chân tay thì rụng rời. Từ ngày chú uống cetaxua này thì chú thấy sức khỏe của chú khác hẳn lên, tình trạng đau vai và lưng không còn nữa. Chú mừng lắm. Mà nhé, sữa này còn có cái thành phần phót gì nữa đấy, nó hấp thụ dinh dưỡng và khoáng chất đường ruột, làm cái chứng táo bón của chú cải thiện một cách rõ ràng, ăn ngon ngủ kỹ, đúng là tốt thật. Đấy, ai bảo thực phẩm chức năng là vô thưởng vô phạt, sử dụng gen cha xua này mới thấy rõ cái sức khỏe đi lên, trông thấy tinh thần cũng phấn chấn hẳn theo, giờ có sức mà chiến đấu với lũ trẻ ở nhà. Chú còn mua sắm cả thùng uống dần, chứ không thì lúc hết thì không biết trông chờ vào đâu nữa. Thật là quý gen cha xua.